lại anh em. Hello anh em, sao các bạn lấy teo nhiều thế các bạn ơi. Ê, còn có 6 con teo này anh em ơi. Đã quyết định lấy rồng instead nhé. Lấy mỗi con rồng nhỉ. Cho anh em chơi nhau teo quá à. Đã 4 con rồng đủ sống anh em ơi. Rồng thổi phát bay hết mấy con lính. Nó thừa tiền mình mua thêm con Omen, không thì thôi, mình không thích con Omen lắm. Thôi nha anh em, chúng ta sẽ quyết định là Eco giữ tí tiền. Này chắc là năm con tèo rồi. Vàng hay để tích luôn 20 vàng nhỉ, pha sóng chỉ lấy được 29 vàng thôi. Tích tiền nhé. Pha này gần như con rồng mình cũng thổi được luôn ấy. Đánh thử một phát thằng mình nó thổi chết, chắc chết được một hai bạn nhiều. Chết được bạn nào không có ám anh em. Không sao thủ nữa. Pha này bắt đầu mua thêm tướng giữ máu một tí nhá. 29. Ám này. Thêm mạng grab này đi. Hai đấu sĩ ở đây. Đây thường các bạn ấy sẽ đánh thường một phát rồi bạn ấy sẽ đi bộ vào đây. Đa phần là thế anh em ơi, chúng ta sẽ để cái này nhá. Video à? Ai thổi xấu anh em ơi. Đen rồi anh em. Chịu. Quả thần giữ lại. Đây ví dụ như pha này là nó con rồng sẽ thổi vào giữa được này. Nó thường thế. Mình hay để chỗ này mấy con này đi bộ vào nó thổi vào giữa mà. Chắc mất thêm chuỗi thua nữa rồi, thua một trận nữa rồi. Chắc trận này mất chuỗi thua rồi. Từ ok, chuỗi thắng chuỗi thua dập trờn. Bán thần có luôn. Thật ra kiểu thường đánh chế độ 4 vàng mình không hay kiểm soát được cái việc thắng thua lắm ấy nên là chúng đánh 4 vàng cũng có kiểm soát thắng thua thật. Drone Liberty. À, phát này có bán thần rồi thì con rồng mình sẽ thổi được luôn này nên là khả năng mình sẽ để con rồng mình lệch vào giữa một tí nhé. Lệch giữa chéo một tí. Nếu mà không mày có thương, không mày có thương đúng không? Bên xui thôi. Mình sẽ để con rồng xuống để ô. Mua luôn. Arduin 2. Đấy, thường mình sẽ để ô này, tầm này. Này. Lao đứng đây, tục len đứng đây à? Được không? Thì lao đứng giữa, mình thích lao giữa là mình muốn lao đứng đây nốt này. Mấy con rồng phải đứng cạnh cái này. Giờ mày thổi chéo vào con teo này. Giờ mày thổi thẳng này. Giờ mày thổi chéo về đâu đó này. Thổi chéo này. Chéo vào đẹp này. Chéo hơi xấu một tí này. Chéo hên xui này. Nó cho rồng dưỡng được. Nó phải thổi xấu này.
kiếm ném chóng khác nhỉ. Con đi. Đại truy hồn à. Cảm giác mình thích Ngọc Đại hơn vì đang không có thương. Truy hồn tí lấy lại sao được không? Ngọc Đại tìm tìm con nắc nữa là mình uy tín luôn này. Thú không cần này. Thú không cần, nguyên tố à. Tố trợ thủ à. 15 con voi, 16 Nalis anh em ơi. Cặp này hơi xấu này. Cặp này. Cặp này đẹp này. Florsin luôn này, nhưng mà không chết con Arduin mình. Rồng thổi một phát này. Lau tim một phát này. Ok. Đằng này giết hết rồi. Luôn được không em? Không nghĩ nhà, không nghĩ nhà. Muốn cho hai con floor vào cơ. Cần. Con này đã trụ thắng rồi. Một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn. Thế trận này mình cũng may vì tự nhiên nó ra đồ hắc ám. Đồ này sinh ra đánh hắc ám rồi anh em. Tự nhiên nó ra đồ như này mình đánh được chứ không. Chứ trận này cũng chưa chắc đã chơi được đâu. Này cầm con rồng mà không ra đồ hắc ám là late game tí nữa cũng khổ đấy. Nacot còn 12 con cho thoải mái. Chắc là gì tiền con Nacot. Tầm này phải thôi cũng tạm tạm được này. To này. To mình xiên trước này. Rồng thổi được này. Rát đấm được nhiều phết nhỉ. Rát này đấm được nhiều đam phết nhỉ. Ừ, quả vừa cũng hơi tiếc cái truy hồn đấy nhưng mà Ngọc Đại ngon quá anh em. Không bỏ mình bị tiếc. Tại ba đồ này ném trong nắc là con nắc đã đủ gánh tim. Đã đủ gánh tim lắm rồi. Oh god bless. Em cho rồng mình đánh thử một phát nhỉ. Là một ý kiến hay anh em ơi. Lít 2 chưa muốn mua lắm nhỉ. Đây mình có thể cho con rồng mình đánh thử một phát. Rồi nó thổi như thế này. Con này đứng đây. Con này mình muốn cho nó đứng cách con này đi. Đây này, đây này, đây. Không ai có thương mà nên là mình có thể chơi trò này cũng được. Ra góc bên kia đẹp hơn anh em. Góc bên này đẹp hơn. Đó này. Alice 2 chưa muốn mua lắm, em muốn chờ. Chờ xem còn gì khác không em. Chờ một con gì đó. Bạn này chắc 6 cung hay sao trông khỏe.
Ra truy hồn nữa xong này. Ra thương là xong này. Không hề cố ý anh em ơi. Không hề cố ý luôn. Chơi này đi. Để góc này nhá. Rồi luôn. Không có thương không? Không thương thì mình thổi phát này là gần như là xử tử cho các bạn kia rồi em. Voi nó mình để cho voi đi. Voi hai đầu đi. Voi hai thì ulti được cũng khá là ngon. Hai con này mình để thêm hai con hắc ám vào nữa cũng được này. Đang pha sau đó mà mình bỏ được mình sẽ bỏ một con rat đi nhé. Để cho nên nốt thêm hai con hắc ám vào nữa là uy tín. Đẹp thế mà cũng không ăn thua nhỉ. Chưa thấy con nó cờ rốt đâu anh em ơi. Đang chờ một con Nakazốt ngọc đại hay để cho con rồng hồn luôn. Bỏ bán thần đi à. Bỏ bán thần đi hơi tiếc. Cho phát ám vào ngon hơn. Nguyên tố. Anh nguyên tố nghĩ dòng rác là mình đang ở góc kia đẹp kìa, có góc đáy đẹp thế. Bắt con teo này nha mày. Teo đi ngang. Cho thủ vệ ăn voi ngon ngon hơn cái đầu sĩ. Sĩ hơi ấy. Sĩ hơi lọc. Mình hai con nắp này em ơi, vẫn mình hai con nắp. Kiếm dịu. Cái trận này mình không định đánh nguyên tố lắm nhưng mà mình cũng chưa có truy hồn nhỉ. Đồng này. Tiên, đạn. Ngọc đạn này cho nắc. Này này cho nắc nốt. Rồng, thêm một bán thần nữa. Chắc không định đánh nguyên tố đâu nha em ơi. Có cái đồ này khá là ok. Ma rồng đuổi một phát nữa vào góc đấy thì đẹp này. Thùng xấu rồi. Chụp lên ulti phát, ok. Con này hồi được nhiều máu ấy, có con NST nó hồi máu như điên luôn. NST ghê. Sephira, à Ziu Ziu. Mua anh em. Đây, phát này chắc mình sẽ bỏ con Rat này đi. Tôi chắc bỏ nhỉ. Mười sáu vàng. Sáu vàng vắng sau là đủ. Nắp 10 con. Dòng 7 con. Trận đấy là dòng 2 mình đánh bằng dòng cũng được. Dòng trận này cũng đánh đam mình. Chơi nguyên tố à. Voi này. Dòng thêm một đồ nó đánh thường nó nhiều này. Cầm đến với chính mạng luôn đi, làm đi làm đi.
con quy bên kia thổi đẹp thế nhỉ, hơi lo. 9 con lắc anh em ơi, 9 con lắc cụt, 9 con lắc cụt vẫn chơi được. Zenka bán thần đấy nhỉ, chắc phải bán thần nhỉ. Tại kia góc này thổi hơi xấu này, crack nộ đẹp này, lao ulti đẹp, Arduino ulti được một phát được ngon. Hất tung kịp lo trên đôi. Ok lại cứ tím nó một tu len đi nhé. Nhà này yếu quá, nhà bạn này mỗi con yon một không một đam. Nếu thủ tắt cũng khổ, chỗ tắt cũng khổ, nghe cũng ngon đấy, nó nhiều cung mà tắt cũng khổ đi, nó khổ sở lên đấy. Em mình chuẩn bị đổi sang con nắc bây giờ nhưng mà vẫn chưa thấy con nắc đâu, chưa thấy con nắc cụt đâu. Cay nhẹ em nhẹ, tạm tạm tu len nhé, chưa thấy nắc cụt đâu. Nhưng mà shall I compare thee to a summer's day? Để vào con Roman đấy chí phết. Sát thủ không làm gì được mình. Ok, bạn cầm nắc bạn này đi này. Dưới thân tí cho nắc cót nữa anh em. Mình tố chắc trận này chắc mình không chơi đâu. Thần này. Thần hai đồ này con rồng thổi được luôn. Nắc cót. Ilu. Cần nhất là Ilu con nắc. Con này cũng được anh em ơi, cho con Arduino bay đi. Hai đồ cho Ilu này, rồng này, Dragon à, thưa Arduino nữa lại lần thần voi nguyên tổ Azenka chắc bỏ nhỉ. À bán thần rồi mà anh em, tôi bỏ đi. Voi thêm con nữa này, tu lên gần hai đâu. Tu lên này mình làm cảnh đây rồi. Am bán thần này. Đồng thổi Illuti. Rồi xong rồi. Còn voi thì mình có rất thống khổ nữa. Counter được cả mấy bạn cung luôn. Có đỡ. Đỡ. Voi còn 6 con như thế nào cót nhỉ? Đáng tìm một con na cót được không? Cho con tu lan bay xuống nhé. Tu lan bay xuống nó cũng muốn tìm được một phát nữa nào. Na cót sẽ đứng đây đi. Cót đứng đây. Chắc một con na cót thôi nhỉ? Hay tìm con nữa. Đồ này bắt đầu cho na cót rồi nhá, hai đồ na cót thì mình chém. Các bảo tướng này cũng khá là uy tín rồi, hay mình lên 9 luôn nhỉ? Nghĩ lên 9 luôn được, mà tìm được con Ilu nữa, lên con Ilu 2 cho nó ulti không? Cháy máy thì tìm nắp hơi tốn tiền. Chắc lên 9 nhá anh em. Chính tìm con Lily đi ca gì đấy, có một vàng về chuỗi thắng khá là ok. Được cái trận này không ai có thương, chơi dễ. Eo góc này à, rồng góc này. Eo góc này thổi được, teo này thổi được này, teo này thổi được này. Con cát sợ bạn con cát ơi, tại mình chưa chi hồn. Nhịp
túc phết ta. Ta lấy về nhé. Đi phòng gần luôn. Hay kết à? Thêm đồ này đi. Cái này mình sẽ thêm. Đổi sang cho con khác được này. Thôi mình bỏ bán thần đi. Anh thích nguyên tố à? Nguyên tố à anh em? Bây giờ nhá, mình bỏ bán thần đi này. Cho nguyên tố vào này. Hai bán thần, bốn nguyên tố, được nhỉ anh em nhỉ? Cái đánh này khá là uy tín rồi, không cần, cảm giác không cần nguyên tố lắm đấy. Voi chưa lên ba, chưa tí con voi này lên ba, uy tín nhân hai mà. Cần nguyên tố nhỉ? Chơi thêm thêm hay chơi thêm gì đấy? Truy hồn. Cái trong rồng, thôi khá là cháy. Tố hay đánh pháp sư nhỉ? Nhưng pháp sư vẫn phải chơi ba bán thần. Thên. Muốn chơi nguyên tố mà chơi thên nhỉ? Này cũng được ta. Xong rồi cho đồ 40 mana cho con Ilu. Đồ này cho con Nakazot. Đúng ở giữa đây. Này cũng được. Rồng phải đánh thường một phát nhưng mà Ilu nó vẫn ulti được luôn. Cắt mình chết luôn, nó đã có chết luôn. Hay em ơi. Chơi này cảm giác chơi được nhiều tướng hơn, có thể thêm con Lily nữa này. Thêm được cả Von Cat, thêm được cả Thên. Ừ, cũng hay. Tôi bỏ bán thần nhé. Bỏ nguyên tố nhé. Thêm tướng nữa mình thêm Von Cat, Lily gì đấy thôi. Thêm Azenka. Azenka là yên tí nhất. Tạm thời có Azenka, xong rồi đến Lily và Von Cat. Full tướng 5 vàng à? À, con Quy, con Celica. Này nha em. Cái bọt nhỉ, bỏ đi. Chuẩn bị tín đi. Azenka đứng đây là nó ulti một phát là ngon này. Nakot đứng kia. Thường bắt đáy bên này đúng không? Con cát này không sợ đâu anh em ơi. Rồng này thổi ngang với rồng mình à? Rồng này thổi ngang rồng mình thì cũng hơi... hơi không thích lắm nhỉ. Mà rồng mình khỏi trả cầm truy hồn nên không sợ đâu anh em ơi. Ilu mình để giữa. Đây. Đúng con này này. Hay kết rồng mình hay kết khi thổi chết con rồng mình kia. Thường một phát thổi chậm hơn một nhịp. Cũng chả yếu hơn. Này đi. Ok. Cho bạn này thôi. Cho bạn này thôi. Thêm kẹp hai nguyên tố nữa cũng được. Không cần thiết lắm nhưng mà cũng được. Chắc không gì cho tình cảm em. Lily anh em ơi. Em bé Lily vào nhé. Này thôi, tín thôi. Azenka hôm này chuẩn bị bỏ được này, nhưng mà mình sẽ chưa thích bỏ lắm, mình sẽ để nó online một tí đi. Vẫn góc này thôi gì. Nakot vẫn đây thôi gì, không có gì đâu. Quả Nakot ulti luôn này, mình cũng không thích lắm này, mình... bấm cái gì đó. Cái gì đó giết cái con... đẩy con Nakot ra. Lily đứng xuống một ô. Không men đứng xuống đi. Chắc thế sẽ để được con Nakot ra đấy anh em ơi.
Để cái mã cót ra liền. Mã này thì cứ để lại nhé, để phòng mình chơi được nguyên tố mình sẽ chơi nhá. Không thì K2 chắc cũng không cần đâu nhỉ. Thêm nguyên tố chả làm gì, thêm quỳ luôn thì sợ quá thì. Diêu à? Từ từ nhá. Ôi, nguyên tố quá vậy anh em. Làm nguyên tố làm gì? Suy nghĩ nhỉ? Nguyên tố không làm gì đâu anh em ơi, kệ nguyên tố đi. Bà làm nguyên tố đi. Diêu để bỏ nhá, Von Cát. Đổ cho Von Cát à. Von Cát này không cân được Von Cát bên kia đâu, Von Cát bên kia cũng khá là uy tín. Mình sẽ dùng con Von Cát này để mình cản lại mấy con. Cản lại mấy con ở góc bên này, mình sẽ đép góc bên này. Vẫn Von Cát. Uy tín gì à. Đem đồ sách thánh cho Von Cát nhé. Cần sách thánh cho Von Cát. Nhé, con cá là cần kèo bên kia liền mà nha. Ba đồ đi. Này, xuống này. Ra này báo này. Vua tướng này. Vua nhầm món. Nó có 2 này. Nó có góc này thôi không? Mình để Lily ở đây phát là ok này. Tanh ở góc đấy liền. Là có thể chui sang góc này thì lưu vào đấy. Ok luôn. Omen bị ăn choáng nhưng không sao cả. Con cát vẫn còn đồ chơi, con cát hết đồ chơi rồi nhưng mà còn Nakot này. Sẽ ulti trước. Ok anh em ơi. Không sợ này đâu. Tìm thêm tướng phát nhé. Thêm 2. Thêm 2 luôn. Lưu chưa lên 2 này, voi chưa lên 3 này, có nhiều tướng để chơi á. Má anh em. Xin cái này đi, biết đợi ra thêm ngọc đại nữa. Này ngon hơn. Nó có ulti. Rồi bình tĩnh. Ilu 2 này, thêm một bạn nữa này. Mình cần gì cái nhỉ? Void 3 đúng không? Von Cát 2 cũng được. Sạch thành ấy nhỉ? Cái này không đổi gì đúng không? Truy hồn vẫn đổi góc này à? Cho Von Cát này xuống đây đi. Cho con rồng bên kia nó thổi ra đỡ dính cái truy hồn vào mặt mình nhé. Von Cát này mình có Choi. Có Choi, có sách thánh và cản Nakot này liền. Ok anh em ơi. Chắc là xong rồi đấy. Đã, trận đấu cũng kết thúc được rồi đấy. Xin một con voi ba làm clip được không nhỉ? Cho lên thumbnail cái. Chắc là không cho rồi anh em ơi. Không cho được mình con voi ba để mình cho lên thumbnail rồi. Này mình làm thumbnail quả Exodia 5 vàng. Trận này mình cũng bao nhiêu nhỉ? 4 tướng 5 vàng chứ. 1, 2, Von Cát với cả Lily. 4 tướng 5 vàng ấy chứ, phải phết đấy chứ. Này, Thên này, Ilu này, Lily này, Von Cát này. Cũng xuyên Exodia đấy, thiếu ấn quy thôi, Celica. Sao không nào làm thử. Làm thử Exodia này. Nhưng mà tạm thời vậy thôi, mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Thích clip chuyện thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái copy các bạn thấy giúp mình phát triển kênh nhé. Alright, bye bye.